Dạ, đang xin mến chào quý cô bác, quý anh chị. Hiện tại thì đang có mặt tại Cù Lao Dung thuộc tỉnh Sóc Trăng. Phía sau lưng Đăng là căn nhà của anh Hồ. Ngày hôm nay thì Đăng ghé lại thăm bốn cha con anh Hồ, xem coi hôm bữa giờ cuộc sống như thế nào và có sự thay đổi gì không, và có những cái câu chuyện gì vui không cả nhà. Thì hồi sớm thì Đăng cũng đã quay một cái hoàn cảnh ở bên Vĩnh Long, thì chắc có lẽ là hôm nay hoặc là ngày mai sẽ lên clip cho cả nhà xem. Thì bây giờ thì mình sẽ ghé qua nhà của anh Hồ để xem thăm mấy đứa nhỏ, coi sức khỏe của mấy đứa nhỏ như thế nào. Tại vì bữa giờ cô bác, nhiều cô bác anh chị cũng muốn đang ghé thăm mấy đứa nhỏ, quay cho ông bà cô bác xem coi. Tại vì nhiều cô bác anh chị rất là nhớ hai bé Chí Thiện và Chí Nguyện cả nhà. Kiếm kiến hả? Kiếm tới mai cũng không thấy luôn. Trời ơi, cái mặt à. Thiệt kìa, với chân kìa. Thiệt. Để ngoài đây nè con. Cái này hãy bắt ngoài nè. Nè, con kiếm ngoài đây nè. Nè, quá trời ơi, mở cửa nè. Nè, mở cửa. Để ngoài đây con, ngoài đây con. Hay à, hay à, hay à, hay à, hay à, hay à, hay à. Sắp dám gặp. Ôi da. Đứng lên. Trời, gõ ơi. Con lấy con nè. Không biết có thấy anh Kiến không, đọc như thiệt chứ trời ơi. Để lên cái đầu lên cái là đây nè, cái kìa. Đó, cái này. Gì có bự kìa. Không. Rồi kỹ tắm. Dũng sĩ diệt kiến. Đó. Đây nè. Chỗ này nè. Nè. Chị dính kiến hả? Dính gì rồi? Dính cái gì rồi? Chạy ra mé cha rồi. Sao kỳ vậy? Đang cơm mấy cỡ. Dũng sĩ diệt kiến gì, sợ con kiến. Chào con mắt. Chào ăn cơm mấy cỡ. Mấy cỡ. Nói đàng hoàng. Cơm mấy cỡ. Nó mày già. Có người lạ là nó không nói chuyện luôn trời. Quầy, thấy quầy nó không chịu nói chuyện. Nó nói chung là nó cũng tùy hứng á. Muốn nói là nói. Sao cái gì vậy? Điều nó có nói rồi. Nói cho nghe. Bữa nay tao cái gì? Quá. Hello. Rồi coi. Phân tay lại Hầu ai nè. Phân tay lại Hầu coi. Mình phân là khóc ạ, thì phân nam khóc. Ủa? Đu cha rồi. Cổ đây. Sao cho thở được? Chứ còn đu. Mày là thằng kia chưa? Thằng kia là ba thằng luôn. Chưa thấy đó. Ba thằng nó quy luôn nào. Có nào ba thằng nó quy vậy không? Trời ơi, tôi chết rồi. Cái ông bảy ấp này. Chết cha. Bảy ấp này. Rồi này có độc. Đó. Nè, cậu dí được không? Đừng gái, đừng có đeo cha cái. Cha hổ con nói chuyện mà đeo cha. Đó. Lại đây. Cha hổ nặng cho mấy cỡ. Mấy cỡ. Mấy. Một cỡ á, phải không? Không cỡ một phải không? Lì quá. Con đeo cha mệt quá. Ủa con này bự quá trời ta là Thiện ơi. Thiện ơi, con này bự là Thiện ơi. Thiện, con này bự nè con. Nè, đập con này đang này bự nè, nè đó nè. Nè. Con này bự này đập đó. Trời ơi, chi là con kiến kìa. Cái đó bự. Sợ đó. Con này bự nè. Thì con này. Nè. Con này bự nè. Giúp
Mày lên. Chưa chết, đập nữa. Chưa chết. Chưa chết. Chưa chết. Ừ. Nó chưa chết. Kìa, nó bò nó kìa. Đứa con này quá trời ơi. Nè, đọc con này nè. Trời ơi. Nè, con này nè, xin thiệt, con này nè. Nè, 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 nói nè, nói nè, đọc nè, đọc. Dám không, dám không, dám không. Dám không. Nó lì nè. Trời ơi. Đọc đâu vậy? Ở đây, ở đây. Chị kìa, nó bò vô giò kìa. Xíu mà đập cả đó. Ôi giời. Dục luôn. Trời nó luôn. Trời nó luôn. Rồi đi mua bánh ăn đi. Đi bán số mà khách cho tiền là chạy ngay lại vỏ kéo vỏ nhét vô vỏ lấy tay rồi lấy lại. Trời ơi. Khách ta cho 10.000 20 rất là tiền lại nhét vô liền. Bao nhiêu? Bao nhiêu số rồi đâu đem đi số là mời chú mua coi. Hai đứa đem số là mời coi. Nè, đưa số rồi bán số cho nhà. Này bán số cho nhà nè. Bao nhiêu số vậy? Đứng lên bán cho nhà. Đứng lên mà mời chú đây. Nhậm chân vậy. Không chịu là nhậm chân vậy hả? Nhậm chân vậy. Coi, ra bên mời em mà mời chú. Rồi mời mời sao? Mời sao? Mời sao? Mời sao? Mặt kìa. Trời ơi, sống rồi, đây khách nè. À, chú đang ngồi uống cà phê nè, nó đang ngồi uống cà phê nè, rồi mời đi. Mời số rồi. Tôi vậy đó, muốn mua thôi. Mà con này là tôi hoài, tôi biết rồi. Ông không có mua đâu. Mấy giờ mấy giờ cho chú kêu nè. À, con ơi, bán chú tỷ số ơi. Số bán tỷ số chú nè. Giống ơi, bán tỷ số giống ơi. Cái nhìn mình quen làm gớ luôn rồi. Nó biết cái đó là nọt coi chừng nó chơi á. Nó biết á. Bán hoài nó quen. Như nít ta đưa là xé liền. Cái đó là chén cơm mấy nhân con. Này nhét tươi cha. Bỏ vô cắt cho cặp. Nhét tươi cho mấy con. Cắt tươi cha lại không? Rồi. Cắt không? Lại đi. Cái mặt anh đó là. Cái mặt anh đó. Rồi kêu em bỏ vô luôn. Kêu em bỏ vô cha ra. Lì ha. Đừng chạy lên sắp rồi. Kết rồi. Bên đây nhìn cái mặt, cái nét mặt hai đứa thấy nó có nét hơi khác. Có nét mình nhận ra được rồi. Hơn là cái lúc mình mới xuống mình không nhận ra luôn. Đó, nó bung lùm lùm cho nhận ra rồi. Mình cũng có cái phần mà mình quen á. Nãy cái lâu mình quen rồi. Trời ơi. Ai làm đi làm cái ông kia là điểm luôn. Mê một hình. Đọc kìa, đọc kìa. Ừ. Gắt gắt. Rồi. Thôi anh cắt cái số rồi. Thôi đi đi bán số, đi bán số cho. Rồi vô bán số. Nè. Rồi theo vô đi. Rồi. Thủy Hà, chào Lê Ngọc, chào Yến Khang, chào Quỳnh Phượng, chào Như Trương, chào Duy Minh, chào Vui Vui, chào Minh Nguyễn. Rất là nhiều người chào anh Hồ, chào bạn Linh Hồ. Chào cộng đồng mạng ạ. Đến gần xa, chứ mà đã thương mấy cái con em thời gian qua thì em xin cảm ơn rất là nhiều. Cô bác trong nước, trong ngoài nước, cảm ơn rất là nhiều anh chị.
nói chung là cô chú anh chị ai cũng thương anh hết á. Tụi em về vắng vài hôm là cô chú anh chị cứ bình luận hoặc nhắn tin cho tụi em là nhắc. Nhắc tụi em sợ tụi em quên, không quên mấy cha con anh. Anh chị, cô chú trên đồng mạng, cộng đồng mạng thương mà giúp đỡ thì cũng là cũng mừng, cảm ơn rất là nhiều. Rồi có thủy TV vô rồi cô chú chị ơi. À, có thủy TV vô nói gì nè anh Hồ? Hết rồi, không hết trơn rồi. À, cô thủy nhớ anh Hồ quá bệnh luôn rồi hả? Trời ơi. thủy nhắn tin nói thủy nhớ anh Hồ quá bệnh rồi nè anh Hồ. Làm anh đừng lại mà. Nè, đọc đi nè. Mày không biết chữ. Khổ quá. quên nè, thủy nè đúng không? Đúng rồi. Nè. Cô thủy nhớ anh Hồ với mấy bé quá. Bệnh luôn nè. Bệnh luôn rồi. Đó. Trời ơi. Thằng nhớ gì. Tình cảm quá vậy thủy. Đẹp. Chào Đức Bình, chào Cần Tiết nha, chào Yến Hồ, chào My, chào Nguyễn. Dạ, chào toàn thể cô chú anh chị nha. Con chào lại là mặt kết cho con bé của thằng Tô Lắp nha. Nó mặt chưa mặt lên nha. À, cô chú chị like chia sẻ video cũng như là theo dõi cái con bếp mới thì cô lóc đi ủng hộ cho Kiệt nha cô chú chị. Mấy anh em đang like trên rất là nhiều nền tảng, một là YouTube nè, hai là Facebook nè. Facebook thì là fanpage Kiệt Long An, còn YouTube thì YouTube Đăng Lăng Thang. Cho nên là bây giờ anh Hồ đang có mặt trên nhiều nền tảng, trừ YouTube trừ Facebook luôn. Có mặt trên người khắp thế giới luôn đó anh Hồ. Hàng ngọt cái này đó. Trong bà nhìn nha. Nhân vật chính là hai đứa nhỏ nè. Rồi vô trong bà nhìn chút xíu, bà nhớ muốn chết luôn rồi. Nói chung là cô chú anh chị bình luận rất là nhiều. Mấy anh em chào không có kịp nha. Nhìn tới đâu chào tới đó nha. Cô chú chị cảm nha. Chào Quỳnh Dung, chào Như Ý, chào Thảo Quên, chào Nguyễn Thắm, chào Thanh Thanh nè. Rồi thì chào bạn Thắm chú chị nha. Mấy con cũng chào mấy bà cô bác nha. Bài mấy bài bài bài. Bài nay bay được chưa con? Bay để lên xem chịu bài không? Lên xem có bài hả? Lên xe đánh số đó là chịu bài là bài cái bài khách à? Bữa nay nó kêu ba rõ chưa nào? Kêu ba rõ lâu lắm rồi. Sao mà nó đuổi được? Bữa cho còn vậy với chú chị. Suốt ngày quần quần những mấy nhóc này cũng đuổi gì lắm á luôn á. Vừa bán số cái này là mời mua đồ ăn dặn đứa ba em ăn xong ngay đầu tắm càng lớn. Tắm càng lớn mấy cái câu kiếm cho câu. Hút xong hút còn bún bún kỹ đó. À, bữa nay mấy cho con cơm với gì anh Hồ? Cá biển thoa. À, có thể là dẫn tụi em xuống tham quan khu nhà bếp của anh hôm nay sao không? Thì để mấy đứa ngồi chơi mình tham quan khu bếp với nhà anh Hồ một xíu nha, vô trước tiệc coi đàn ông ngồi chơi sẽ như thế nào nha. Trời, tủ chén là đẹp hết ta. Cũng sắp cũng rất là gọn gàng. Ủa? Cũng sắp rất là gọn gàng chứ chị. Canh mướp và hết mướp và còn tép cái canh mà gà. Ồ, canh mướp này ha. Rồi, cá biển kho. Bây giờ nấu một sáng luôn hả anh? Dạ, nấu một sáng. Nấu sáng là ăn buổi chiều luôn ha. Ăn xong buổi chiều rồi, không rồi đó. Rồi, bữa mới hầm rồi. Chừng cũng rất là gọn gàng, chú chị. Tủ lạnh có gì không anh Hồ? Có ăn mướp kia bánh của chị thôi, em là cho Đức Quỳnh, chào Nguyễn Phúc. Chào Nguyễn, dạ thì à, đang quay lộ nha, để anh đang làm cái gì đó chị xíu nha. Trời ơi, ướt áo rồi. Cười, ướt áo cười. Trời ơi, dẹp hết rồi cười. Đi đi chơi thay đồ kìa, đi thay cái áo coi. Đi thay cái áo. Uống hết rồi bắt đầu phá. Đây ghế anh ngồi đây. Bởi Chơi đọc cao luôn trời. Chơi lớn vậy. Chơi lớn vậy. Này chí thiện hay chí nguyện ta? Có đeo vòng không? Đeo vòng là chí nguyện á. À, không đeo vòng là chí thiện. À, thằng đeo vòng thằng không đeo vòng ha.
đeo vòng là chí thiện, đeo vòng là chí nguyện, đeo vòng là chí nguyện, còn thằng em còn bỏ đeo vòng là thằng anh, mày là thằng anh chí thiện. Thế nào cũng nút mà trời. Hồi lúc mà mình mới nghe tên đó là mình tưởng nó là chí thiện và chí nguyện, nhưng mà cuối cùng lại là mới biết là chí thiện và chí nguyện là thiện nguyện đó cả nhà, hai chữ ghép lại là thiện và nguyện, là giống như là những cái công việc tốt nè, sau này giống như là nó gắn liền với cái tên đó là tên thiện nguyện là tên tốt đó cả nhà. Tâm cũng hết cái ca luôn hả Tâm? Thiếu Tâm à, muốn cái ca tổ chán này. Thiếu Tâm siêu quậy nè. cười. Bây giờ đi học sao Thiếu Tâm? Thiếu Tâm ơi, Thiếu Tâm ít nói lắm. Bữa giờ đi học cũng không nói được hả Chí Tâm? Cô giáo dạy hát gì hát cho chú nghe bài Chí Tâm. Cười hả? Coi tivi cười. Coi tivi xuống cũng không được. Coi phim một hình nè. Đồ mới luôn ta. Bảy ấp. Đi kia, lấy cái đồ mốt. Có gì ta? Để cha lấy khác ra, để cha lấy khác được cái nồi. Được cái nồi. Hai anh em thằng này cũng có đồ chơi, chứ có một thằng một món rồi bắt đầu với nhau nha. Có kìa, có kìa. Đó là cái ống. Rồi đâu ba? Chạy ba. Đó. cái nội thất này em bỏ mua là bao nhiêu tiền anh nhớ không? Hết trên 36 triệu mấy trăm. 36 triệu mấy trăm ha. Dạ, không còn lắm. Là cái đợt có gì anh? Tủ kiến, tủ quần áo, tủ thờ, ba lô, nghe mấy giặt. Bây giờ cũng lạnh. Cũng lạnh. Với cái bàn của bạn. Của bạn ghế này. Với bộ bàn tròn á. Dạ. Tại sao đánh ra như vậy? Tính ra cũng rẻ bọn. 74. 74 ba mấy triệu. Đoàn sao chuyện mấy trăm. Cái bộ bàn này như tiền hả? 5 triệu mấy. Bộ bàn này nó yên quá ha. Bộ bàn này 5 triệu mấy này. Chắc tôi nghĩ nó cũng bằng đôi máy gỗ nguyên á. Gỗ này gỗ ép mà. Xe ra không? Cây này còn cây à? Cây da mà hổng nói là cây gì nè? Cây gì em cũng quên, của đó em có đi nè. Cái xì gỗ xoài hả? Không phải. Cái gì dương dương ta? Bằng gỗ mà cây gì bữa tự nhiên quên mất cái nồi. Bằng gỗ chứ không phải là giấy ép đúng không? Bằng gỗ, chắc bằng tên, gỗ. Tên lại. Cây mà xong còn cây không ép. Có cái thật lụ chén với tủ quần áo là rắn ép. Ở bên cha. Ê gì vậy? Gì vậy? Sao quánh chào bà vậy? Vậy anh kia trời anh chạy nó là nó giận mặt nó bóp bóp vậy. Kinh quá trời kinh luôn rồi, lại hỏi sao ông bà cô bác em không thích xem sao được. Đi đâu quay cái gì cô bác anh chị cũng kêu về quay hai đứa nhỏ quay họ đi. đi đâu cũng kêu về đây quay mấy đứa nhỏ hết. Đâu nào là còn như số nào lấy anh ủng hộ cho anh đâu. Nhiều à, cũng có mấy trăm mấy à. Mấy hả? Thì mấy em người hùng lợi người ủng hộ của anh thôi. Anh để anh lên bán online luôn cho. Bán online luôn. Bây giờ là bán online rồi, đi đâu mình giao. Thì mình giữ vé cho khách thôi. Anh Hùng muốn bán online không? Chậm bây giờ như thế này nè. Không đi giao được. Không, anh giữ giao, anh giữ vé luôn. Đó không, quan trọng là cái uy tín của mình. Anh ví dụ như khách mua một cái tờ giấy số nó 10.000 đi, mà anh chuyển khoản cho anh 10.000, anh vẫn giữ cái tờ giấy số đó. Chúng đặc biệt thì anh giao, chúng đặc biệt thì anh để cái người đó xuống đi lãnh tiền. Cái đó là cái uy tín của anh hả? Không, chúng 1-2 triệu thì mình giao được chúng đặc biệt không luôn. Chúng đặc biệt người ta tới liền à, anh hỏi gì người ta cũng tới liền à. Còn quá trời số luôn. Em còn phải trong mấy nè. À để nói chung là anh em cũng ủng hộ anh Hồ về tao lá. Có kẹt xuống like hả? Dạ. Tưởng đâu kẹt còn like chứ bán online luôn. Không phụ anh Hồ về tờ hả? Em mua 2 tờ nha anh Hồ. Đây em lấy phụ anh Hồ 2 tờ. Anh kẹt lấy số nào vậy? Số 92.
92 ạ. Và số xăm là một số đẹp. Xăm là một số đẹp hả? Anh hộ hên rồi, bây giờ nghe lời anh hộ. Đâu, số nào đâu? Không có tờ. Lấy em 2 tờ luôn đi. Số này số đẹp, không có tờ. Tính kia là đẹp, dò. Vậy là tờ này tính chờ lại đúng không? Đừng có lấy rồi. Thôi thôi thôi, nó đã vô tay, nó là của em rồi. 2 tờ đã đâu? Này này, để ra thầu tiền cho bắt kịp. Anh đem tiền trả luôn đi, đưa thêm 10.000 khoảng thôi. 3 tờ đẹp, 10.000 đó. 6 tờ. Rồi 6 tờ ghi lấy 2 tờ đúng không? Ừ, lấy lại đi. Đó, đặt bàn, tiền vô, tiền vô. Tiền vô. Con số nè con. Trước mắt lại vô được 6 được rồi đó. Biết tiền vô không? Số vô sao có chút bạn may mắn lần sau không? Có ăn nổi không? Bán số đó, hồi đó là bán mà mua luôn. Hồi quên nữa, hồi đó giờ bán có trúng không anh học? Trúng. Vẫn chúng lưu 400 với mới chuyện kia hôm qua ăn ngủ đặc biệt 6 triệu. Rồi, vẫn chúng ăn ngủ 6 triệu luôn hả? Hay vậy? Rồi với hôm nay chúng lô đầu với lô 200, 400 mà. Vậy lớn nhất là ăn ngủ đặc biệt luôn ha. Ăn ngủ 3 triệu qua. Ăn ngủ được nhiêu triệu anh? 6 triệu. Ủa ăn ngủ sao 6 triệu? Chúng ở trên. Nói chuyện nói chuyện rồi. À, sai con dữa. Chứ không phải là ăn ngủ là chỉ lên 5 triệu chứ. 1 triệu là sai con đầu. Chính thẳng 5 con. Xe con cuối. Xe con đầu. À. Thì bữa nay bán cho tụi em trúng độc đắc luôn đi. Bán ăn ngủ số này. Chắc con số 3 tháng nữa. Số đường 1 không biết nữa. Bữa nay bán mấy tờ nãy em có hỏi đồng quên lên không? Trăm rưỡi luôn ha, ngon ha. Trăm hai luôn. Bữa nay có người nghỉ đồng quản lý ép cho trăm rưỡi. Kêu lại với kêu bán tiếp. Món trà quà vậy? Bình thường. Sao vậy quý vị? Cả này bán được hơn lúc anh hay là những vậy? Bán tại tại anh thế hả? Sao kỳ ta? Nay có người cầm mạng giúp đỡ rồi người ta không mua cũng người ta không giúp nữa. Nhưng mà bán cũng hết đúng không? Chứ không bao nào lấy không? Hết mà anh cứ dễ. Thì mình bán chậm lại xíu. Nói chung ở đây em thấy cũng rất là nhiều bán, rất là nhiều người bán đó nè. Dạ nhiều người bán không? Dạ nhiều. Ê, ngồi quán cà phê chút xíu là khoảng tiền nữa. Tiếng cười. Bỏ vô nha, biết tiền luôn ta. Dạ. Bỏ vô nha. Móc tiền, móc tiền không cười. Cái mặt cái ghét rồi. Nè, cho con nè. Kìa, trái chó gì kìa thiệt. Nào. Chê chê đúng rồi nha. Nhìn qua rồi. Rồi đóng cửa luôn, chê thôi. Bây giờ mấy cha con có gì đặc biệt không ạ? Có gì vui không kể cho tụi em nghe? Có gì con làm gì ngủ bán số gì ngủ như thế là thấy giờ vui yên bình á, thấy yên bình ăn trước mà nó yên bình thì nó thấy là không qua hay gọi điện không có gọi điện hả? hồi trước gọi điện nhiều lắm hả? Trước gọi điện thì hả gọi điện có ngày bị mai nữa ai quánh rồi sao quánh chào hoài hôm bữa như em thấy đứa nào bị bệnh mà đúng không? Hai thằng bà nó bệnh luôn, bệnh mắt đỏ. Bị mắt đỏ ha, tại bữa cái đợt dịch đó đúng không? Ba thằng bị được luôn. Ba thằng, thằng nhỏ bị trước, thằng này bị trước, tới này tới mấy thằng lớn. Ba cũng bị hết rồi. Sống chào lại. Thì nó bị lâu hết không anh? Bị hai nhỏ bị có ngày một mà hết rồi, còn lớn bị tới 2 ngày. Vậy là anh không bị hả? Không. Vậy là sẽ đề khoáng nó mạnh rồi đó. Nó qua vậy rồi thôi rồi đó. Dành nhau nữa rồi đó. Cái cà có nước đâu mà cũng dành nữa. Gọi đầu cốc gì. Anh gì chọc đĩa người ta không à? Anh này thấy lý lắc. Không, lý lắc mặt láo lắm. Mặt láo lắm. Còn uống gì ạ? Uống nhẹo hơn. Đó là cái chuyện quá nhỏ xuống.
anh thấy hai tính tình hai đứa nó giống nhau mà. Không, thằng này thì nó cọc hơn thằng kia. Nó láng nó bậu. Láng nó bậu. Nhưng mà nó có kiểu như là nó lạnh mình nhỏ không? Nó không có lạnh mình nhỏ nào. Nhỏ đây mà nó bật đát rồi một bữa nó cọc mà nó tánh nó như vậy. Cái vậy đó nó như thì bé lớn là nó đã bắt đầu nó bộc lộ cái tính cách, mình đã biết cái tính đó từ từ rồi đó. Không uống gì trời, có gì đâu mà uống. Đi đi giờ. Xạo á, xạo xạo ke. Uống gì vậy? Bỏ đi, bỏ đi. Đi làm sao dẹp đi, đi dẹp đi. Bỏ vô cái đầu cái chén của cha đi rồi lên đây ngồi. Uống nước không có nước. Đi dẹp không? Đi dẹp đi. Dẹp đâu? Dẹp ca đi ra đây chơi. Dẹp đi coi. Dẹp ca đi. Nó biết dẹp chân học đi. Nó là thì hồi anh dẹp rồi kìa. Bố hổng còn xách cái nước cho anh Tài nữa mà. Thì dẹp tương ô rồi, đi dẹp đúng rồi. Trời ơi. Rồi cắt ở đâu? Cắt ở đâu đâu, dẹp ca đâu không? Giỏi. Để thế không? Rồi sao vậy rồi? Chưa xong mà. Đi bỏ anh ta. Đi đi. Rồi đi cha ra đi rửa. Đi đi. Anh giờ anh bỏ không tới anh rồi gọi anh chạy ra luôn. Đi đi nhẹp nha. Rồi nhẹp luôn ha. Thôi đi nhẹp luôn ha. Ê, vô dẹp ca cho cha đi. Đi, vô dẹp ca. Dẹp là nó, em dẹp ca này. Dạ, mình dạ. Đi 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 dạ. Biết dẹp ca luôn, giỏi quá. Con sữa hết sữa, con bỏ ra đem lại nhiều cái hào sữa ở đây để nhỏ. À. Chứ không dục tầng 7 ha. Giỡn rồi đó. Mày lắm là muốn lẹt thật rồi. Này, này bắt đầu chơi rồi. Nên anh thấy hai bé ú hơn hay không? Chứ vậy cũng 11, 2 tiếng. Anh thấy nó ú hơn ta? Nhà lâu lâu mình thấy là cái